hệ thống. Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Chị yêu quên mất phần này rồi à? Hôm nay là sinh nhật thứ 38 của Hoàng ở cậu Ngô Hạ đó. Thật đấy à? Đúng môi đó. Nguyên tắc là Diệp sẽ công ngờ phải bắt nạt Dĩ, nhưng vì chị xuyên lùn cô nên chắc nó sẽ không xảy ra đâu. Mà dạo này quan hệ của hai người có vẻ tốt quá nhỉ? Tốt cái chem chết. Nhưng mà chị yêu nhớ cẩn thận đó. Biết rồi, mày cứ tin ở chị. Say em đi đây, chúc chị may mắn. Mẹ, hôm nay là sinh thần của Hoàng hậu, đúng không? Ừ đúng rồi, các con nhớ lễ phép nhé. Dĩnh, Hoàng cung. Vậy tôi về trước, có gì bà chủ gọi tôi. Trông sự vào con đấy. Vâng mẹ yêu. Vinh dự quá, phu nhân tổ lại đích thân ở dự sinh thần ta. Ây, có gì đâu, cậu cứ làm quá. À, đây là Diệp và Dĩnh con gái của tớ. Kính chào Hoàng hậu nữ thần quả đất đấy, nước ạ. Chà, Diệp lớn quá ta, cô bé tóc tím mới là con gái thất lạc của cậu đúng không ơ? Nhìn y như cậu vậy. Cảm ơn cậu đã quá khen. Mẹ có vẻ thân với Hoàng hậu quá nhỉ? À là vì... Vì gì? Mi ra khu vườn đằng sau đi. Chén chết gì vậy? Cuộc tại sao mình phải nghe chị ta nhỉ? Nhờ anh nhảy thiếu ra. Rốt cục là có chuyện đen gì vậy? Chuyện dài lắm. À mà chị với mẹ bàn chuyện gì vậy? À chuyện đó mi cũng cần biết đấy. Thôi được rồi. Ôi trời tiểu thư Diệp, lâu quá không gặp. Kính chào hoàng thái tử ánh sáng mới, tương lai của đất nước. Diệp, đúng vậy, lý do mà của mình và mẹ luôn phải chuẩn bị khi tới đây là vì vị hoàng tử đẹp trai mang đậm ở khí chất quý tộc này. Thằng lon này suýt mi đất á. Đó cũng là lý do bố mình không bao giờ muốn tham gia những bữa tiệc hoàng tộc. Kia là tiểu thư Dĩnh Dĩnh đúng không? Kính chào hoàng tử, thật là Tô Dĩnh Dĩnh nhá. Lần đầu được diện kiến hoàng tử ạ. Đúng là giống gì Tô như đúc nhỉ. Ta có thể nói chuyện riêng với tiểu thư một lát được không? Nhớ cẩn thận đấy, không cần chị phải lo. Dạ vậy mong người giúp đỡ em gái thần. Chắc là củ cà tím đó ổn thôi nhỉ. Thôi kệ con mẹ nhỏ đi. Công chúa,